Sau đây chúng em xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quan khách, quý vị lãnh đạo cùng toàn thể các trưởng đoàn chúng ta di chuyển về phía sân khấu chính để cùng chung một tấm hình kỷ niệm cho sự kiện đặc biệt ngày hôm nay.